Thưa quý vị, để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt của các nguồn nhiên liệu hóa thạch, thì việc phát triển các nguồn năng lượng sạch đang trở thành xu thế chung của toàn cầu. Ở Việt Nam, phát triển năng lượng sạch không chỉ bảo đảm nguồn cung cấp điện năng cho đất nước với chi phí hợp lý, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào giữa thế kỷ. Vậy thì hiện có những loại năng lượng sạch nào? Việt Nam đã và đang phát triển năng lượng sạch ra sao? Để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, Việt Nam cần phải có những giải pháp gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Năng lượng sạch là dạng năng lượng mà trong đó quá trình sinh công bản thân nó không tạo ra những chất thải độc gây hại ảnh hưởng cho môi trường xung quanh. Thông thường, các nguồn năng lượng sạch đều có sẵn từ thiên nhiên hoặc là chế phẩm của các sản phẩm tự nhiên nên không gây ô nhiễm môi trường, ít bị cạn kiệt. Ngày càng có nhiều loại năng lượng sạch được phát hiện và thử nghiệm, điển hình như năng lượng mặt trời, gió, nước, dầu thực vật phế thải, năng lượng tuyết, năng lượng lên men, năng lượng địa nhiệt, hydrogen xanh. Với điều kiện vị trí địa lý rất thuận lợi, Việt Nam đã kịp thời nắm bắt và hành động hiệu quả. Minh chứng là chúng ta đã có nhiều cánh đồng điện gió rộng lớn và không ít diện tích điện mặt trời trải dài ở nhiều địa phương từ Bắc cho tới Nam. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển năng lượng tái tạo với hơn 20.000 MW năng lượng tái tạo, chiếm gần 30% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo đạt hơn 31.500 tỷ kW, chiếm hơn 12% tổng sản lượng toàn hệ thống. Sản lượng điện phát từ nguồn điện năng lượng tái tạo góp phần bảo đảm cung ứng điện cho cả giai đoạn 2021-2025. Qua kết quả dịch chuyển năng lượng thì có thể thấy, thời gian qua, Việt Nam chúng ta đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển năng lượng sạch. Thế nhưng nếu so với tốc độ tăng trưởng của ngành điện toàn cầu, thì việc phát triển các nguồn điện sạch của Việt Nam vẫn còn chậm. Quá trình định hướng, xây dựng chính sách, phát triển nguồn điện tái tạo vẫn còn gặp không ít khó khăn và thách thức. Từ thực tế triển khai cho thấy, việc phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam vẫn chưa tương xứng với lợi thế thiên nhiên ưu đãi. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của thực trạng này là còn nhiều điểm nghẽn trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo như quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, cơ chế tài chính và truyền tải công suất lưới điện. Cái khó khăn lớn nhất vẫn là cái chính sách. Và cái thứ hai đó là cái cơ chế về giá và cái khuyến khích. Bởi vì khi chưa có chính sách thì không ai có thể tính toán ra được cái thời gian xây dựng, thời gian hoàn vốn là như thế nào. Điện gió ngoài khơi thì cho đến nay vẫn là cái con số 0. Tất cả các nhà tài trợ thì sau cái định hướng của chúng ta và chúng ta cũng đã đặt cái vấn đề này vào cái hướng ưu tiên. Thì khi đó các nhà tài trợ đã quan tâm và đăng ký, nhưng mà trên thực tiễn thì chúng ta chưa triển khai. Cùng với năng lượng tái tạo, hiện điện khí LNG cũng được kỳ vọng là loại năng lượng giúp Việt Nam giảm phát thải carbon nhanh hơn. Tuy nhiên, để có thể phát triển được nguồn điện này, hiện đang có không ít trở ngại. Cái nhược điểm của cái hệ thống kho LNG là tồn chứa ở nhiệt độ âm. Bể chứa này phải bảo đảm ở cái nhiệt độ âm 170 độ C, đòi hỏi công nghệ và thiết bị phức tạp. Và đây là lĩnh vực còn mới ở Việt Nam, chưa có nhiều kinh nghiệm xây dựng và vận hành. Vốn đầu tư cho hạ tầng kho này cũng lớn. Tàu vận tải LNG thông thường có dung tích lớn, đòi hỏi phải có các cảng nước sâu để tiếp nhận tàu LNG. Đây cũng chính là khó khăn khi xây dựng cho cái hạ tầng kho LNG tại Việt Nam. Không chỉ có vậy, nguồn cung và giá khí hóa lỏng hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Điều này đồng nghĩa với việc các dự án loại năng lượng này sẽ phải đối mặt với rủi ro khi có biến động địa chính trị từ nay tới năm 2030. Đây quả thực là một thách thức khi Việt Nam dự kiến tỷ lệ điện khí LNG sẽ đạt 16,4% cơ cấu nguồn điện trong thời gian tới. LNG là có cái nhà máy điện là những cái hợp đồng rất lớn để mang tính dài hạn. Từ 10 năm, 20 năm thì chúng ta mới có thể mua được những giá tốt, đảm bảo cung cấp ổn định cho cái nhà máy điện. Nhưng hiện nay thì cơ chế chính sách của chúng ta chưa có cái cơ chế bao tiêu. Sau năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG, phát triển công nghiệp hydrogen xanh được xem là hướng đi tiếp theo cho Việt Nam. Tuy nhiên, hiện công nghệ, nguồn nhân lực và cả tài chính là những thách thức để hiện thực hóa mục tiêu này. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng lưu trữ, vận chuyển, phân phối cũng là những vấn đề cần phải có phương án cụ thể mới có thể triển khai được. Ở các nước ở trên thế giới họ đã ban hành tất cả các quy chuẩn, các cái tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng, vận hành các phương tiện như thế nào. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì chúng ta chưa có một cái thử nghiệm nào và cũng chưa có một cái phương tiện nào hiện tại đang vận hành hydrogen, cũng chưa có một cái
quy chuẩn cũng như là cái ban hành các cái tiêu chuẩn liên quan đến việc đảm bảo quá trình an toàn trong quá trình vận hành các phương tiện. Ngoài ra, giá của hydrogen cho người tiêu dùng cũng là yếu tố cần phải quan tâm, nhưng nó lại phụ thuộc rất nhiều vào số lượng trạm tiếp nhiên liệu, mức độ thường xuyên sử dụng của lượng hydrogen được cung cấp mỗi ngày. Qua thực tế triển khai thì ngoài những khó khăn mà quý vị vừa theo dõi, tài chính cũng được xem là một thách thức bao trùm. Và để phân tích sâu hơn về vấn đề này, phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có buổi trao đổi với tiến sĩ Vũ Chi Mai, giám đốc dự án năng lượng sạch, giá cả phù hợp và bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á. Mời quý vị cùng theo dõi. Rõ ràng việc giải quyết vấn đề tài chính cho chuyển đổi năng lượng xanh là rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào, không chỉ riêng Việt Nam. Và để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần củng cố các định chế tài chính trong nước như thế nào để đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế xã hội, đầu tư vào các dự án chuyển dịch năng lượng trong trung và dài hạn ạ. Vốn mà cần có cho Việt Nam để đạt được phát thải ròng bằng không 2050 cần một cái huy động từ khối tư nhân 184 tỷ đô la, đồng thời cần thêm một cái nguồn tài chính trong nước 130 tỷ đô la, tương đương với 2,4% GDP hàng năm, và từ bên ngoài là 54 tỷ đô la, tương đương với 1% GDP. Như vậy có nghĩa là tất cả những cái định chế tài chính hoặc là những cái nền kinh tế, nền tài chính của Việt Nam cũng phải thay đổi theo, trong đó có kể đến những thị trường trái phiếu xanh, chứng khoán xanh. Bước đầu thì Việt Nam sau cái COP26 thì những cái nghị định hoặc là luật đã được đưa ra để hỗ trợ cái lộ trình phát triển cái nền tài chính xanh của Việt Nam. Tuy nhiên vẫn chỉ là giai đoạn khởi đầu, làm sao để tạo một cái cơ hội sân chơi cho các ngân hàng trong nước có thể liên kết với các ngân hàng nước ngoài làm trung gian để chuyển những cái nguồn vốn, đồng thời cũng có những cái cơ chế như là giảm thuế cho các doanh nghiệp hoặc là lãi suất như thế nào đấy cho các ngân hàng để họ có thể cho vay lại các doanh nghiệp phát triển. Trước hàng loạt những khó khăn thách thức đang đặt ra với chúng ta trong thời gian qua thì chúng ta cần phải có những giải pháp căn cơ như thế nào để hiện thực hóa cam kết của chúng ta tại COP26 ạ, thưa bà? Trong ngành điện nói riêng thì cái việc đầu tiên đấy là cần phải chuyển đổi hệ thống sang nhiều hơn năng lượng tái tạo, và đồng thời là phải xây dựng mới, nâng cấp cái hệ thống lưới. Câu chuyện tài chính, làm sao để có thể huy động được cái tài chính, và một tiếp theo là một cái chính sách như thế nào để nó xuyên suốt, hấp dẫn nhà đầu tư để biến Việt Nam thành một cái thị trường tin cậy. Đòi hỏi công cụ đo lường hoặc là theo dõi đánh giá cái việc thực hiện cái cam kết, ví dụ giao thông vận tải sẽ có những cái lộ trình gì, ngành điện có cam kết gì, ngành tài chính có những cam kết gì, và những cái chỉ số của các ngành cần phải được đưa vào thành KPI, và sẽ có đơn vị theo dõi giám sát cái mức độ cam kết đến đâu, mức độ thực hiện đến đâu, có cần những cái chính sách gì cần được cập nhật thay đổi hay không để điều chỉnh kịp thời. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt, thì phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạo là một trong những giải pháp cần thiết cho phát triển bền vững. Với mục tiêu hướng tới một nền kinh tế carbon thấp, không còn cách nào khác, Việt Nam cần phải tìm được giải pháp để tháo gỡ được những thách thức và điểm nghẽn, từ đó phát triển năng lượng sạch hiệu quả.